Câu 1, định m để hàm số đồng biến trên miễn xác định. Câu A, y bằng mx cộng 3m cộng 4 chia x cộng m. Giải. Ta có tập xác định d bằng r bỏ ra trừ m. Đạo hàm y phẩy bằng nhân chiếu xuống m nhân m là m hạnh phương trừ cho 1 nhân cho 3m cộng 4 tức là trừ cho 3m trừ 4 chia cho x cộng m tất cả hạnh phương. Hàm số đồng biến trên miễn xác định suy ra y phẩy nó phải lớn không với mỗi x thuộc d. Y phẩy lớn không tức là m bình trừ 3m trừ 4 lớn không do cái mẫu hình phương lớn không. Vậy m nhón trừ 1 hoặc m lớn 4. Câu 2, thì m đem số có cực đại và cực tiểu. Câu A, y bằng m chia 3 x mũ 3 trừ m cộng 2 x bình phương cộng m x cộng 1. Giải. Ta có tập xác định d bằng r y phẩy bằng m bình m x bình phương trừ 2 lần m cộng 2 x cộng m. Yêu cầu bài toán hàm số có cực đại tiểu tức là y phẩy có hai nghiệm phân biệt. Đây là phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt thì a khác 0 delta lớn 0 tức là m khác 0 delta là b bình trừ 4ac. B bình là ta tính delta phẩy là b phẩy bình trừ ac, b phẩy là m cộng 2 tất cả bình trừ ac tức là trừ cho m nhân m là m bình mất chỉ còn lại 4m cộng 4 lớn 0 tức là m cộng 1 lớn 0 suy là m lớn trừ 1 và m khác 0. Câu 3, tìm m đem số. Câu A là y bằng x mũ 3 trừ m x phương cộng m trừ 6 x trừ 5 đạt cực tiểu tại x 1. Giải. Ta có y phẩy bằng 3 x phương trừ 2 m x cộng m bình trừ 6. Y hay phẩy bằng 6 x trừ 2 m. Hàm số đạt cực tiểu tại x 0 thì y phẩy x 0 bằng 0 và y hay phẩy của x 0 nó phải lớn 0. Và hàm số đạt cực đại x0 thì y phải có x0 không, y phải có x0 nó nhỏ không. Yêu cầu bài toán hàm số đạt cực tiểu tại x1 thì y phải có 1 không và y phải có 1 lớn không. Ta thấy 1 vào y phải thì được là m bình trừ 2m trừ 3 bằng 0 và thấy 1 vào y phải thì nó là 6 trừ 2m lớn không. Tôi giải hay này thì ta tìm được m bằng âm 1 Câu 4 tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cụm số. Câu A là y bằng x qua trừ 3 x cộng 9 trên cái miền 0,5. Giải. Ta có y phẩy bằng 3 x phương trừ 3 và cho phẩy bằng 0 tìm được x bằng âm 1 hoặc x 1 do tìm giá trị lớn nhất trên miền 0,5 cho nên ta loại âm 1 nhận 1. Ta có y phẩy của 0 bằng 9, y phẩy của 5 bằng 1 bằng 9 và y phẩy của 1 bằng 7. Vậy mắc của y nó bằng 1 bằng 9 và min của y bằng 7. Câu 5, cho hàm số y bằng x qua cộng 2 x phương trừ x trừ 1. Viết phương trình tuyến của đồ thị C tại điểm M tọa độ là 1 trừ 1. Giải. Tôi coi phẩy bằng 3 x phương cộng 1 x trừ 3. Y phẩy của 1 thì ta thấy 1 y phẩy nó bằng 4. Phương trình tuyến của dạng là y bằng y phẩy x0 nhân x trừ x0 cộng x0 tức là y bằng 4 nhân x trừ x0 nhân x trừ 1 cộng x0 cộng nhân 1. Vậy ta có phương trình tuyến đó là y bằng 4 x trừ 5. Câu 6, giải phương trình. Câu A là 3 lý thừa 2 x trừ 3 lý thừa 2 cộng x cộng 8 bằng 0. Giải. Ta có 3 lý thừa 2 x trừ cho 3 lý thừa 2 cộng x cộng 8 bằng 0. Thì 3 lý thừa 2 cộng x thì bằng 3 mũ 2 nhân bằng mũ x. 3 mũ 2 bằng 9 nhân cho 3 mũ x.
Đây ta đặt T bằng 3 width thì ta được phương trình đó là tên phương trừ 9T cộng 8 bằng 0. Tìm được T bằng 1 hoặc T bằng 8, tức là 3 width 1 hoặc 3 width 8. 3 width 1 thì x bằng log cơ sở 3 của 1, chia lấy bằng 0. 3 width 8 thì chia lấy x bằng log cơ sở 3 của 8. Câu 7, giải phương trình. Câu A là log căn bậc 2 của 5 x trừ 1 của 3 bằng 12. Đây là x trừ 1 của 3, đây là lý thừa lẻ thì ta bỏ log số 3 ra ngoài. Còn nếu một lý thừa chẵn thì log ra có chữ đói. Ta có điều kiện là x trừ 1 lớn 0 tức x lớn 1. Còn lý thừa chẵn thì x trừ 1 khác 0, x khác 1. Đây do lý thừa lẻ thì log ra ngoài. Từ đây ta có được là log cơ số căn bậc 2 của 5 x trừ 1 của 3 bằng 12. Ta lơi số 3 ra ngoài là 3 và lơi số căn bậc 2 của 5 là 5412. Lơi ra ngoài đó là chia cho 12 là nhân 2 bằng 6. Log cơ số 5 của x trừ 1 bên phải bằng 12. Suy ra log cơ số 5 của x trừ 1 nó bằng 2. Tức là x trừ 5 nó là x trừ 1 nó bằng 5412. Vậy ta tìm được x bằng 26 lớn 1 nhận. Câu 8, tìm số hàng đầu và công sai của cấp số cộng. Câu A là biết tổng số hạng thứ hai và thứ năm là 1 và tổng của 20 số hạng liên tiếp, tổng của 20 số hạng đầu liên tiếp là trừ 410. Thì công thức là ta có số hạng thứ n thì bằng un thì bằng u1 cộng n trừ 1 nhân d và sn thì bằng n trên 2 nhân cho u1 cộng un. Giải, ta có u2 thì bằng u1 cộng d, u5 thì bằng u1 cộng cho 4d. Tổng nó là 1. Tổng của 20 số hàng đầu S20 thì bằng là N trên 2 nhân cho U1 của UN. UN thì bằng U1 cộng cho N trừ 1 nhân D, tức là U20 thì bằng U1 cộng 19D. Ta có hạng trình đó là U1 cộng D cộng U1 cộng 4D bằng 1 và 2U1 cộng 19D nhân N trên 2 bằng trừ 410. Ở đây là N bằng 20 thì ta suy ra được là 2 là U1 cộng 5D bằng 1 và 2 là U1 cộng 19D nó bằng là trừ 41. Vậy tìm được U1 bằng 8 và D bằng 3. Câu 9, cho chấm điểm XABC có cạnh bên tạo đáy góc 60 tính thành hình chớp. Câu A là AB bằng 2A. Đây là chấp điều XABC. Cạnh bên tạo đáy của góc 60 đó là góc XAO, với O là trọng tâm tam giác ABC. AO là đường tu tuyến và là đường cao của tam giác ABC. Ta có diện tích tam giác đều, nó bằng căn 3 phần 4 nhân cạnh bình, nó bằng căn 3 A hình phương. AM, M là trung điểm BC, AM là đường tu tuyến và là đường cao. AM nó bằng căn 3 phần 2 nhân AB, nó bằng căn 3 A. AO thì bằng 2 phần 3 AM, nó bằng 2 căn 3 phần 3 A. Tan 60 thì bằng SO chia AO. Từ đây tính được SO nó bằng là 2A. Chỉ là thể tích của hình chớp nếu bằng 1 3 diện tích đá chiều cao. Diện tích đá là diện tích tam giác ABC, chiều cao ở đây là SO. Thì ta tính được thể tích nó là 2 căn 3 phần 3 A cũng 3. Câu 10, cho lần trụ điệu ABC A' B' C' có mặt phẳng A' BC tạo với đáy góc 60 độ, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A' BC. Câu A là AB bằng 2A. Giải, ta có phẳng A' BC tạo với đáy góc 60 chính là góc A' MA, với M là trung điểm BC, AM là trung tuyến và là đường cao của tam giác ABC. Ta có AM thì bằng căn 3 phần 2 AB cho tam giác ABC đều. AM là đường cao của tam giác đều, nó bằng căn 3 bằng 2 nhân cạnh, nó bằng căn 3 A. Góc giữa A phẩy BC và đáy chính là góc A phẩy MA. Ta có tan 60 thì bằng A phẩy chia AM. Suy ra A phẩy bằng AM nhân tan 60, nó bằng 3 A. Ta có khoảng cách từ điểm A đến phẳng A phẩy BC chính là đoạn AK.
ta kẻ từ A ta kẻ AK vuông góc với A'M thì AK chính là khoảng cách từ A đến khoảng A'C. Và AK được tính theo công thức là nó bằng A' nhân AM chia cho căn bậc 2 của A' bình cộng AM bình. Vậy ta tính được khoảng cách từ điểm A đến khoảng A'C nó bằng là 3/2A.